Xin chào các khán giả của Miss Grand Việt Nam. Và hôm nay mình cùng các thí sinh Miss Grand Việt Nam 2023 sẽ cùng nói về talk show Vẻ đẹp bề ngoài có thật sự quan trọng. Và mình là Phạm Liên Anh, 082 đến từ Hà Nội. Mình là Bùi Khánh Linh, số báo danh 388 đến từ Bắc Giang. Mình Nguyễn Hoài Phương Anh, số báo danh 296 đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Và mình là Trần Khải Nhi, số báo danh 268, mình đến từ Cà Mau. Và mọi người hãy cùng chúng mình tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này nhé. Đầu tiên thì Khánh Linh có một câu hỏi và rất là mong các bạn sẽ cùng bàn luận về vấn đề này. Mặc dù là nó chưa phải là vấn đề cũ nhưng mà cũng không phải là vấn đề quá mới với chúng ta, đúng không? Đó là liệu rằng cái vẻ bề ngoài trong cuộc sống hiện đại ngày nay nó có thực sự quan trọng như mọi người nói hay không? Theo cá nhân của chị á, thì giống dạng là mọi người thường hay đi nhà sách thì mọi người cũng đã thấy là người ta sẽ thấy những bao bì sách rất là đẹp, bắt mắt, là mọi người sẽ tập trung, bị thu hút và họ sẽ chọn những cuốn sách đó. Còn những cuốn sách là bao bì rất là bình thường thì họ chỉ vô tình đi lướt qua. Thì theo như cá nhân của chị thì chị cũng cảm thấy là ngoại hình cũng là một lợi thế nhưng không phải là tất cả. Nó chỉ là không có một ngoại hình nào mà có chuẩn mực cả. Và ngoại hình cũng không thể nào là gọi là đẹp hay là xấu hết. Vậy thì giống như Khải Di thì Khải Di nghĩ sao về cái vấn đề như thế? Đối với Di thì theo Di nghĩ là ngoại hình thì nó đúng là một cái lợi thế, bởi vì nó sẽ được mọi người đánh giá cao trong cái mặt khác trong xã hội, cũng như là những cái cơ hội việc làm, cũng như là sự chú ý từ người khác. Và ngoại hình xinh đẹp thì cũng là một cái bàn đạp cho cái sự tự tin, cũng như là dễ dàng tiếp xúc, cũng như là tạo ra những cái mối quan hệ tích cực trong xã hội. Và ví dụ như là về cái ngành mà giải trí như là quảng cáo hoặc người mẫu thì cái ngoại hình xinh đẹp sẽ gây được những cái sự mà chú ý cũng như là quan tâm của các khán giả. Vì vậy là cần đòi hỏi là những cái người mẫu hay người nổi tiếng thì phải có một đáp ứng một cái ngoại hình nó ưa nhìn một xíu. Tuy nhiên thì cái ngoại hình xinh đẹp nó chỉ là một phần nhỏ trong cái bản thân của mỗi người thôi. Quan trọng là nó không phải là phản ánh tất cả cái giá trị cá nhân của họ. Quan trọng là cái phẩm chất, cái giá trị và những cái mà thành công mà đóng góp cho cái xã hội và cộng đồng. Em thì cũng nghĩ như chị Phương Anh là chúng ta không nên đánh giá một cuốn sách chỉ qua một tấm bìa. Hiện nay thì em nghĩ là cũng có rất nhiều người đánh giá cuốn sách qua tấm bìa, bởi vì chỉ vì tấm bìa nó quá đẹp. Và chúng ta nên chú trọng vào những cái giá trị bên trong và những cái thành tựu của bản thân hơn. Còn với Khánh Linh thì cũng giống như chị Khả Di đã nói, tức là khi mà mình đã tham gia một cái gọi là cái ngành nghề nó là giải trí thì cái việc mà chúng ta có ngoại hình nó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Thế nhưng mà một người sẽ không bao giờ mà có thể theo dõi một cái người gọi là idol, một cái idol của mình chỉ vì họ quá đẹp, đúng không? Họ phải là một người có kỹ năng, có một cái tố chất thật sự thì nó mới có thể tồn tại được trong showbiz lâu dài và đem lại được nhiều cái giá trị đó. Thì tiếp theo thì Khánh Linh cũng muốn hỏi mọi người là thế ví dụ mình đặt lại vấn đề là những người mà không có ngoại hình đi, tức là họ không được xinh đẹp cho lắm, thì liệu rằng đó có phải là một cái điểm để họ cảm thấy tự ti hay không? Theo như cá nhân của chị thì giống dạng là mà bác sĩ chẳng hạn thì mọi người cũng biết là bác sĩ cũng không phải cần là trau chuốt về bề ngoài làm gì, mà người ta sẽ thể hiện là qua kỹ năng. Chị cảm thấy là ngoại hình không phải là tất cả, mà kỹ năng và cái trình độ và cái hiểu biết của mình mới là quan trọng. Theo Di thì cũng như là cái cũng sẽ ngược lại với cái câu hỏi hồi nãy, thì nếu như mà cái người mà không có cái ngoại hình thì là họ thường thì họ sẽ cảm thấy là tự ti về bản thân, cũng như là họ sẽ ngại giao tiếp và cũng như là sẽ không có nhiều những cái mối quan hệ trong xã hội, bởi vì họ cảm thấy tự ti về bản thân. Nhưng mà tuy nhiên thì tất nhiên là cái ngoại hình nó cũng sẽ không có đánh giá hết được cái bản thân cũng như là cái giá trị bên trong của họ. Bởi vì khi mà một người xinh đẹp á thì để mà họ được công nhận á thì họ cũng phải là có, như là chị Linh vừa nói, là họ cũng phải có một cái tài năng hoặc là có một cái gì đó như cái giá trị gì đó thể là đem lại cái lợi ích để mà cho người khác công nhận, chứ không phải là họ xinh đẹp thôi là họ sẽ được mọi người yêu mến đâu. Vì vậy là cho nên là mấu chốt vẫn là cái giá trị bên trong. Mọi người có thấy là ví dụ đôi khi mình gặp một người có thể người ta không quá xinh đẹp nhưng mà lại luôn luôn toát ra một cái gì đó khiến chúng ta muốn nói chuyện hay không?
có. Dạ đúng rồi. Đúng không? Sẽ có đó những người như thế. Cái năng lượng bên trong của họ mang lại cho mình. Chị cũng cảm thấy là khi có khí chất á, thì tự nhiên tự khắc là mình em sẽ đẹp. Em đi mà em sợ nó ra gà luôn. Em đã từng gặp những người như thế. Đúng rồi. Tức là họ không phải là một người quá xinh đẹp. Thế nhưng mà cái cách mà họ nói chuyện, cái cách mà họ dẫn dắt câu chuyện nó lại khiến người ta cảm thấy là à muốn tìm hiểu cái con người này hơn. Đó. Thế nên là em nghĩ là như mọi người đã nói là cái việc ngoại hình nó không quá quan trọng, nhưng mà cái việc mà chúng ta tôn trọng cái ánh mắt của người nhìn và luôn luôn cho mình trong một trạng thái tốt nhất thì đó là một cái điều tốt nhất mà mỗi người có thể làm. Và đồng thời trong lúc đấy thì mình cũng sẽ có cần phải có cái sự cuốn hút cho riêng mình để mà giúp người ta, à cô gái này có thể là không quá xinh đẹp nhưng mà lại có cái gì đó để người ta muốn tìm hiểu. Là có sự tự tin chẳng đúng hạn. Rồi. Sự tự đôi tin khi là sự tự tin đó. Tự khi mà mình có tự tin thì cái khí chất của mình và cái thần thái của mình đều thu hút rất là nhiều người xung quanh, giống dạng là giống như là người ta hay gọi là thu hút, người ta gọi là khí chất ấy. Nói chung là bây giờ thì cũng sẽ không có một cái chuẩn mực nào nói về cái đẹp hết. Nói chung là mỗi người thì sẽ nhìn nhận một cái đẹp khác nhau. Khi mà bên trong họ có một cái năng lượng tích cực như vậy thì mình cũng sẽ nhìn thấy họ rất là đẹp theo một cách khác. À, đúng rồi, em cũng cảm nhận là thật ra những cái người mà họ chưa tự tin về vẻ đẹp của họ thì cái tiêu chuẩn về vẻ đẹp của họ khác thôi. Đúng chứ rồi. Còn chúng ta thì Miss Grand thì cũng có câu là we are grand the one and only, đúng không ạ? Đúng rồi. Chúng ta là phiên bản độc nhất thì mình sẽ đẹp theo kiểu riêng của mình và mình cải thiện nó theo từng ngày theo phiên bản tốt nhất thôi. Đúng rồi. Và một cái điều nữa là Linh thấy là khi mà một cô gái có thể hơi mập chỗ này một chút, chưa xinh chỗ này một chút đúng không? Thế nhưng mà cái cách mà chúng ta nhìn vào trong gương mỗi ngày nó cũng là một cái phần để tạo nên cái sự tự tin cho mình. Ví dụ như là cô gái này có một nụ cười rất xinh thì cô gái nó nên tập trung cái vấn đề đó để họ có tạo ra cái sự tự tin cho mình. Bởi vì đôi khi là những cái thói quen hàng ngày chúng ta lặp lại rằng là cứ tập trung vào cân nặng của tôi đang có vẻ là đang hơi quá đúng không? Thì mỗi ngày đều tập trung vào nó thì đã khiến cho bản thân mình vô hình dung tạo một cái luồng suy nghĩ là tôi là không được xinh đẹp, tôi cảm thấy tự ti về vấn đề đó. Thì khi mà chúng ta thay đổi một cái góc nhìn, nó vẫn là con người đó, nhưng nhìn vào trong gương và bảo là à, tôi có một nụ cười rất là xinh và đó là điểm mạnh của mình, thì đó là một điều mà chúng ta có thể giúp mình cải thiện cái sự tự tin của mình, đúng không? Chứ còn đôi khi mọi người cứ bảo là ôi, chúng ta cần tự tin lên, nhưng mà không ai chỉ cho chúng ta cách là tự tin như thế nào, đúng không? Cách của Linh là luôn nhìn vào mặt tích cực, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn biết rằng là mình vẫn có những cái mặt tiêu cực, nhưng mình sẽ không tập trung vào đó. Mình sẽ coi đó là một cái phần trong cuộc sống đôi khi cần có cái sự tốt và cái mặt chưa tốt để tạo nên một cái sự cân bằng. Chứ mình cũng không nên tập trung chỉ vào những mặt tích cực không. Đó. Nhắc đến vẻ đẹp bề ngoài thì mọi người có nghĩ là có những người quá tập trung vào vẻ đẹp ngoại hình mà quên mất là những cái giá trị bên trong của bản thân mình không? Chị đã từng nghe được một câu là nhan sắc nào rồi cũng sẽ tàn phai, chỉ có tri thức ở lại. Và đương nhiên là thì theo thời gian thì nhan sắc của chúng ta là cũng đã ngày một xuống chẳng hạn. Thì chỉ có tri thức là mỗi ngày càng đầy lên, và cái giá trị bên trong của chúng ta cũng như là giá trị dành cho cộng đồng thì luôn luôn là đầy lên mỗi ngày. Vậy nên là chị nghĩ là chúng ta thay vì chỉ chăm chú vào ngoại hình của mình thì chúng ta hãy xây dựng cái từ bên trong của mình hơn là thay vì chỉ có vẻ đẹp từ bên ngoài. Còn đối với em, mình sẽ lấy một cái ví dụ thực tế đi. Đó là đôi khi mình không chỉ nghĩ về mặt nhân cách, những cái bên trong của mình đúng không? Thì em lấy cái bên trong ở đây, mình lấy một cái ví dụ cụ thể là trong làm đẹp đi. Nếu mà chúng ta mỗi ngày đều tút tóc cho da của mình, tẩy trang rồi bôi các loại dưỡng da lên da của mình, thì liệu rằng là đó có phải là cách tốt nhất để làm đẹp hay không? Và đối với bản thân Linh ấy, thì Linh cũng là một cô gái mà cảm thấy là mình vẻ bề ngoài của mình sẽ không được ổn định cho lắm nếu mà mình không biết cách chăm sóc đúng. Thì đối với Linh thì Linh thường hay sử dụng những cái sản phẩm nó tốt cho mình từ bên trong. Đó, thì nó là một cách làm đẹp để làm sao mà khi mà mình có cái sự cải thiện từ bên trong thì cái tự bên ngoài nó sẽ toát ra. Ví dụ như là Elastan thì nó là một cái sản phẩm giúp làm đẹp từ bên trong. Và đó là một cách để chúng ta nuôi dưỡng cái vẻ đẹp bên trong của mình một cách bền lâu. Và đôi khi là nó có thể là giống như là những thói quen hàng ngày, giống như Linh nói ấy, nó là một cái tạo nên cái vẻ đẹp từ bên trong của mình. Thì khi đó cái vẻ đẹp bên ngoài của mình nó sẽ tự tươi trẻ theo thời gian. Đó, thì đó là một cái ví dụ rất là cụ thể. Và đôi khi nó không phải là chỉ là nhân cách hay là những cái yếu tố bên trong như là về tính cách, mà đôi khi nó là những cái khi mà chúng ta coi những cái bên ngoài
hay có câu là tâm sinh tướng, thì nó lại có một cái bên trong là từ cái làm đẹp chẳng hạn. Đó là một cái ví dụ mà Linh nghĩ là mọi người có thể dễ hình dung. Còn theo Nhi thì cũng sẽ giống như ý của mọi người nãy vừa nói, thì xinh đẹp là một lợi thế, tuy nhiên là nếu như mà họ coi đó là họ cũng sẽ gặp những cái khó khăn trong cái quá trình mà khi mà họ xin, ví dụ là họ khẳng định bản thân của mình. Bởi vì là khi mà nếu một người họ chăm chút vào cái vẻ bề ngoài để mà lấy đó làm cái sự tự tin cũng như là khẳng định cái vẻ đẹp của mình, và có thể làm họ xem đó là một cái yếu tố lâu dài để mà họ dẫn đến thành công, thì những người đó thì họ sẽ gặp những cái khó khăn trong cái như là sau cái quá trình như là về lão hóa. Đúng rồi, đúng rồi. Thì họ cũng sẽ lão hóa đi, họ sẽ nhan sắc cũng sẽ tụt đi xuống như vậy. Thì quan trọng, một điều quan trọng chút lại là vẫn là cái vẻ đẹp bên trong, vẫn là một cái vẻ đẹp tâm hồn. Đó là một cái mà sẽ tồn tại với họ lâu dài hơn là một cái vẻ đẹp bên ngoài. Và sau chia sẻ của các thí sinh thì chúng ta cũng có thể nhận ra là chúng ta phải cùng chăm sóc cả vẻ đẹp bên ngoài, về ngoại hình cũng như là về tâm hồn của mình, đúng không? Và cũng chia sẻ thật với mọi người là các thí sinh thì lịch trình khá là dày đặc nên phải make up thường xuyên hàng ngày, và da dẻ thì cũng không được tốt lắm, nên là cảm ơn nhãn hàng Elastan đã cùng đồng hành với cả thí sinh Miss Grand Việt Nam 2023 để giúp chúng mình có thể chăm sóc, nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Và thưa quý vị, vẻ đẹp bên trong thì sẽ bao gồm cả vẻ đẹp về tinh thần cũng như là vật lý. Thế nên là ngoài chăm sóc cho cái tinh thần của mình thật tốt, thì mong rằng là các bạn sẽ có những cái cách chăm sóc làm sao để cái cơ thể của chúng ta luôn ở trạng thái tốt nhất, và tinh thần của chúng ta từ đó cũng sẽ được nâng cao. Và Linh rất cảm ơn Elastan đã là nhà tài trợ kim cương cho Miss Grand Việt Nam 2023. Cảm ơn Elastan đã là nhà tài trợ kim cương giúp các thí sinh Miss Grand Việt Nam 2023 có thể chăm sóc từ bên trong của mình. Và mong rằng là Elastan sẽ luôn luôn đồng hành cùng các thí sinh để giúp các bạn có thể tỏa sáng trong mùa thi năm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!